Xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Quỳnh Văn Trung, hiện đang công tác tại Trung tâm Nội soi và Phẫu thuật Nội soi Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi xin nói về chủ đề là theo dõi và điều trị những bệnh nhân xơ gan ngoại trú tại nhà. Xơ gan là một tình trạng tổn thương gan mãn tính, dẫn đến tình trạng xơ sẹo, giảm chức năng của tế bào gan. Xơ gan có thể do rất nhiều nguyên nhân, từ viêm gan virus BC, do nguyên nhân do rượu, do gan nhiễm mỡ hoặc do độc chất. Những người mà bị viêm gan virus BC mãn tính, những người làm dùng rượu bia, những người bị gan nhiễm mỡ nặng, thì đó là ba cái nhóm người mà có nguy cơ là xơ gan cao nhất. Phương pháp điều trị xơ gan thì điều trị cái nguyên nhân cơ bản là cái quan trọng nhất. Những người bị viêm gan BC muốn điều trị được kiểm soát tốt của vấn đề xơ gan thì chúng ta phải điều trị cái nguyên nhân, đó là viêm virus B, virus C. Còn nếu mà tổn thương gan xơ gan do rượu thì nguyên rượu đó là cái quyết định quan trọng nhất. Còn nếu xơ gan do gan nhiễm mỡ thì chúng ta phải điều trị tốt về vấn đề cái gan nhiễm mỡ và các yếu tố nguy cơ thúc đẩy xơ gan nhiễm mỡ của bệnh nhân, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo bụng, cũng như là điều chỉnh chế độ ăn, chế độ sinh hoạt, chế độ vận động cho bệnh nhân. Ở đây chúng ta sẽ chia thành hai cái trường hợp, đó là xơ gan cồn bù và xơ gan mất bù. Hiểu nôm na là xơ gan cồn bù là những trường hợp xơ gan giai đoạn đầu ở bệnh nhân xơ gan chưa có biến chứng, nhất là biến chứng bắn bột hoặc là biến chứng là vỡ tinh mạch thực quản dẫn tới ói ra máu hoặc là biến chứng bệnh đảo gan. Về xơ gan cồn bù thì hầu như tiên lượng rất là tốt. Chúng ta chỉ cần điều trị tốt về nguyên nhân cơ bản từ viêm BC, nguyên rượu, nguyên nhân về gan nhiễm mỡ thì lúc đó chúng ta kiểm soát tốt, rất tốt về cái xơ gan cồn bù. Còn đối với những trường hợp mà xơ gan mất bù, thường là những bệnh nhân mà xơ gan có bám bụng, xơ gan có phù chân, vàng da, vàng mắt, đã từng có biến chứng ói ra máu hoặc đi cầu ra máu hoặc là từng trải qua biến chứng là bệnh đảo gan, thì trong quá trình uống thuốc chúng ta sẽ theo dõi. Thứ nhất là về căng đặc, tốt nhất là một tuần từ 1 đến 2 lần. Nếu mà tình trạng căng nặng chúng ta tăng một cách đột ngột quá thì chúng ta để ý xem cái bụng chúng ta có tăng, có bự lên hay không, có bám bụng gì hay không. Chỉ sợ ở đó sự tình trạng tích tụ dịch ở bụng càng nhiều thì lúc đó là nguy cơ xuất hiện biến chứng càng cao. Ngoài cái theo dõi cái căng nặng ra, chúng ta theo dõi tình trạng là đi cầu, hạn chế tối đa vấn đề táo bón cũng như là tiêu chảy, hạn chế ăn mặn tối đa, những thực phẩm nên được chế biến tại nhà. Nấu nướng thì chúng ta sẽ hạn chế sử dụng muối. Khi mà trên bàn ăn đó chúng ta hạn chế sử dụng nước chấm, không nên ăn những thức ăn đã chế biến sẵn, những dưa muối, cải muối, những thức ăn ủ chua. Thứ ba là về vấn đề uống nước, mình sử dụng mỗi ngày từ 1,5 lít tới 2 lít vẫn chấp nhận được, chỉ trừ trường hợp là chúng ta được chẩn đoán là xơ gan kèm theo tình trạng hạ natri máu nặng thì chúng ta mới tiết chế nước. Và nếu có tình trạng đó thì người bác sĩ điều trị tại bệnh viện hoặc tại phòng khám người ta sẽ tư vấn rõ ràng cho bệnh nhân về tiết chế nước. Khi mà bổ sung vị dinh dưỡng trong bệnh nhân xơ gan mất bù nhưng mà tại nhà đó, chúng ta nên bổ sung thêm các loại thịt trắng, thịt gà, thịt heo, thậm chí thịt đỏ chúng ta vẫn có thể bổ sung được, thịt bò, nhưng mà đừng có lạm dụng quá là được. Ưu tiên cá nhiều hơn hoặc là bổ sung thêm củ cốc, các loại đậu, rau xanh. Song song với đó thì chúng ta có thể chia thành 5 đến 6 cử trong ngày và có một củ trưa và một cử ăn nhẹ trước ngủ để nhằm hạn chế tình trạng là giảm đường vào ban đêm. Có những trường hợp là bệnh nhân xơ gan mất bù điều trị tại nhà thì bổ sung cái axit amin phân nhánh, có thể là uống vào buổi tối trước ngủ hoặc là một ngày từ 2 đến 3 cử uống cùng lúc với bữa ăn, hoặc là nếu mà một cử thì uống buổi tối trước ngủ để hạn chế tình trạng là giảm cái đường đạm năng lượng vào ban đêm. Còn nếu mà chúng ta muốn truyền đạm đó thì hầu như đạm hiệu quả chỉ có albumin, hơi tốn kém. Khi mà truyền là chúng ta phải làm truyền tại nhà hoặc là truyền tại phòng khám hoặc trung tâm y tế gần nhà, đồng nghĩa với nguy cơ chúng ta phải sử dụng kim, đồng nguy cơ vẫn nhiễm trùng vẫn có. Nhưng mà phần lớn mà truyền tích cực thì là sẽ được thực hiện tại bệnh viện. Trên đây là phần trình bày của tôi về chủ đề là xơ gan, những điều lưu cần lưu ý khi điều trị xơ gan tại nhà. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp các bạn lại ở những số sau.